Phi Nghê kinh ngạc nói, vật gì? Nam tử yêu tộc tuyển tiên sinh cười nhạt một tiếng, đôi môi hé mở, trực tiếp chuyển âm tới. Một gã nam tử bên cạnh hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn nói. Muốn giao dịch đồ, lại không chịu quang minh chính đại nói ra, mất mặt. Không bằng sau khi tan hội, tự các ngươi lén giao dịch thì tốt hơn. Mọi người cũng đều có thần sắc như vậy. Sắc mặt phi nghê đột nhiên đại biến, cả người thoáng cái tuôn ra sát khí, phẫn nộ quát. Không có khả năng, sắc mặt tuyền tiên sinh ngưng lại, nói. Phi nghe thiếu chủ không cần lập tức bác bỏ, ta còn chưa nói ra thẻ đánh bạc đấy. Phi nghe sắc mặt lạnh như băng, mỉa mai nói. Chê cười mặc cho thẻ đánh bạc của ngươi có lớn hơn nữa cũng tuyệt không có khả năng. Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt tò mò, không biết nam tử yêu tộc này rốt cuộc muốn gì. Tuyền tiên sinh đôi môi khẽ nhúc nhích, tiếp tục truyền âm lên. Cái gì? Phi nghe lần nữa xúc động, cả người hơi sững sờ tuyền tiên sinh nói. Vật ta nói, giá trị to lớn đã không dưới vật kia của thiếu chủ rồi. Thần sắc trên mặt phi nghe thay đổi mấy lần, càng ngày càng tái nhợt. Lý Vân Tiêu cũng hết sức tò mò, truyền âm của tuyền tiên sinh cũng dùng mật ngữ, nếu không dùng thần trí của hắn và thuật xem khẩu hình, đủ để rõ thám biết nội dung rồi. Vẫn không được, ta không đổi. Phi nghe rốt cục cắn răng nói, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, quyết định này khiến cả người nàng đều lộ ra có chút thoát lực, thoáng cái ngồi phịch trên ghế, trên mặt Tuyền Tiên Sinh lộ ra thần sắc thất vọng cực độ, nói: Phi Nghe thiếu chủ lại suy nghĩ thật kỹ đi, tùy thời đều có thể hồi tâm chuyển ý. Trên mặt Phi Nghe lộ ra vẻ mệt mỏi, khua tay nói: Ý ta đã quyết, Tuyền Tiên Sinh không cần suy nghĩ nhiều nữa. sắc mặt Tuyền Tiên Sinh lập tức có chút khó coi, trong mắt chớp động hào quang không thôi, buồn bực không lên tiếng về tới vị trí của mình. Hàn Quân Đình thu tất cả vào mắt, ánh mắt ngưng lại, lập tức liền tàn ra lại cười nói. Chư vị đối với hội giao dịch hôm nay có thỏa mãn không? Nếu không còn người giao dịch, vậy thì tan đi thôi. Tất cả mọi người đứng dậy cáo tử, thoáng cái liền đi hết sạch. Chuyện kiếm hiệp hay. Hơn nữa vừa ra tử diễm cát, đều thi triển ra độn thuật, trong chốc lát đã biến mất không thấy gì nữa. Quỳ hoa bà bà nhìn hàng quân đình kinh ngạc sững sờ, nói. Đại trưởng quỹ, ngươi không phải muốn lưu lý vân tiêu kia lại, trao đổi ất mộc hóa linh sao. Mấy ngày nay, Bọn hắn đã tra rõ ràng mọi tư liệu về Lý Vân Tiêu, phàm là tin tức có thể thu hoạch được, tất cả đều góp nhặt tới. Sắc mặt Hàn Quân Đình trở nên ngưng trọng, nói: "Vừa rồi hắn triển lộ ra bảy kiện Đông Hải kỳ chân, như vậy lời đồn kia rất có khả năng là sự thật." Quỳ Hoa bà bà hít một hơi lạnh, sắc mặt cũng trở nên hơi trắng bệch, liên tục lắc đầu nói: "Làm sao có thể, quá mức hoang đường rồi, nếu có đại sự như vậy xảy ra, sớm đã chuyện khắp thiên hạ rồi mới phải." Hàng Quân Đình chậm rãi nói: "Nếu việc này là thực, thì đó chính là sỉ nhục chọn đời của vương tộc Đông Hải, nhất định sẽ tận hết lực lượng phong tỏa tin tức. Nhưng trên đời há có bức tường không lọt gió, nếu tinh nguyệt trai chúng ta đã nghe thấy tiếng gió, như vậy chỉ còn lại vấn đề tin hay không thôi." Quỳ Hoa bà bà lắc mạnh đầu nói: "Hơn phân nửa là sẽ không tin, lão thân cũng không tin." Sắc mặt Hàng Quân Đình ngưng trọng nói: "Ta trước kia cũng không tin." như lần này bảy kiện đông hải kỳ chân kia giá trị mặc dù không cao không hợp thói thường nhưng trình độ quý hiếm đã rất không hợp thói thường rồi ngoại trừ vương cung đông hải ra sợ rằng cũng chỉ có trong những đại tộc cấp độ b kia mới có thể chân tàng thôi quỳ hoa bà bà ngây ngốc một chút nói đông hải chính là nơi mà năm đó vị đại nhân kia cũng thiếu chút nữa vẫn lạc a à. sắc mặt hàn quân đình biến hóa lộ ra vẻ chán ghét hừ một tiếng nói không nên nói về người chết kia trước mặt ta thân thể khẽ quỳ hoa bà bà nhúc nhích, trên mặt hiện lên dị sắc, nói. Là lão thân nói lỡ rồi, thực xin lỗi, đại trưởng quỹ. Vẻ giận dữ trên mặt hàng quân đình lúc này mới dần dần tiêu tán, trầm ngâm nói. Lý Vân Tiêu này ở Trấn Hải Mộc đánh một trận, thực lực bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, thậm chí còn nói hắn giúp ất mộc hóa linh ngăn được tử lôi thiên kiếp. Nếu hắn thật sự có thực lực như thế, hoàn thành chuyện ở Đông Hải cũng không phải không thể. Ha ha, ngăn cản tử lôi thiên kiếp, Quỳ hoa bà bà thoáng cái nở nụ cười, nói. Bản thân đại trưởng quỹ cũng là cường giả võ đế cửu tinh, biết được uy lực của tử lôi thiên kiếp, coi như là cung chủ đại nhân, sợ rằng cũng không ngăn được. Hàn quân đình nghiêm mặt nói. Việc này quả thật còn chờ suy tính, trong đó nhất định có gì đó không đúng, nhưng ất mộc hóa linh kia bị hắn lấy đi là chuyện xác định không thể nghi ngờ rồi, phải nghĩ biện pháp đoạt lấy. Sắc mặt quỳ hoa bà bà trầm xuống, trong con người lóe lên hàn quang, nói để lão thân đi thôi. Hàng Quân Đình nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, nói. Nếu muốn phái ngươi đi, vừa rồi đã cho ngươi đi rồi. Việc này trọng yếu dị thường, bổn quân không cho phép có nửa điểm sai lầm, cho nên nhất định phải có nắm chắc tuyệt đối mới được. Nàng ánh mắt lộ ra mỉm cười, nói. Hiện giờ, đúng là thí nghiệm tốt nhất. Quỳ hoa bà bà cũng khó được lộ ra dáng tươi cười, càng thêm vô cùng xấu xí. Đi thôi, cho hai đoàn chừng sắp bắt đầu diễn rồi. Hàn Quân Đình nhẹ nhàng cười cười, hai người lập tức biến mất trong phòng. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi tử diễm các, cũng là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bay đi. Vân Tiêu, chờ ta. Phi Nghê cảm thấy quính lên, lập tức hóa thành một đoàn ánh lửa đuổi theo, nhưng mấy hơi thở qua đã hoàn toàn mất đi tung ảnh của hắn. Nàng tức giận liên tục dậm chân trên bầu trời. Lại trốn ta, ta xem ngươi có thể trốn ta cả đời không. Đột nhiên xa xa một đạo lôi quang thanh sắc lóe lên rồi biến mất, tựa hồ có thân ảnh quen thuộc chớp động, bắn về phía bên ngoài. Phi nghe trong mắt sáng ngời, hung ác nói. Xem ngươi trốn thế nào. Nàng lập tức thi triển độn thuật đến nhanh nhất, thoáng cái đuổi tới. Một lát sau, trong bầu trời đêm trở nên yên tĩnh đột nhiên có chút nổi lên sóng gió, hai đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra chỗ lúc trước phi nghe đứng, đúng là Tần Xuyên và Chu Sở. Tần Xuyên ngóng nhìn lấy xa xa như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói là ai giả trang Lý Vân Tiêu dẫn Phi Nghê đi qua, chẳng lẽ là tên yêu nhân tuyển kia. Hừ, quản hắn là ai, ta chỉ để ý Lý Vân Tiêu đi đâu rồi thôi. Chu sở vẻ mặt lãnh sắc hai con ngươi chớp động lên ánh sáng âm u, sưu tầm khắp mọi nơi trong đêm đen như mực. Tân Xuyên nói, không cần nhìn nữa, độn thuật của hắn rất mạnh, đã triệt để bỏ qua chúng ta rồi. Ngược lại Phi Nghê thiếu chủ, ạc, thật sự là đau đầu đây, việc này quản hay là mặc kệ đây thực lực tuyển tiên sinh kia không giống bình thường, rất có khả năng là một nhân vật khó giải quyết. Chu sở lạnh lùng nói, phi nghe bản thân mắt bị mù, bị tình mê hoặc, đáng đời nàng. Ngược lại Lý Vân Tiêu kia lại thoáng cái không thấy đâu nữa, thật vượt quá dự liệu của ta. Sắc mặt tần xuyên trở nên ngương trọng, nói, hiện giờ xem ra, lời đồn kia vô cùng có khả năng là thật. Ha ha, đừng nói đùa. Chu sở khinh miệt mỉa mai nói, đám người ti tình báo đều là phế vật, tin tức gì cũng dám loạn truyền, nói hắn trộm lấy bảo vật của một chi hải tộc ta còn tin, nói hắn trộm sạch vương cung Đông Hải, hắc hắc, thật sự là một đám gia hỏa ngốc nghếch. Tần Xuyên ngừng giọng nói, bảy kiện Đông Hải trí bảo trước kia Lý Vân Tiêu triển lộ ra, còn có lời đồn ở Trấn Hải Mộc, cùng với độn thuật chúng ta vừa mới thấy, càng ngày càng tiếp cận với lời đồn rồi. Hừ, Chu Sở khẽ nói, đừng vui buồn thất thường nữa, lần sau gặp được hắn, trực tiếp bắt về thánh vực, chẳng phải tất cả đều rõ ràng sao. Tần Xuyên sắc mặt một mảnh im lặng, trầm tư không nói, sau đó mới chậm rãi nói. Không nên lỗ mãng, trước khi chưa xác định tin tức, tốt nhất không nên chống lại người này. Trong thành Tân Duyên Ngư Long hỗn tạp, ngọa hổ tàng long, nhất định sẽ có người nhầm vào hắn. Chúng ta chỉ cần một bên nhìn xem là được, khi có nắm chắc 10 phần lại ra tay cũng không muộn. Chu sở một bộ không cho là đúng, nhưng thấy ánh mắt Tần Xuyên lạnh xuống, trong nội tâm run lên, vội hỏi được rồi tất cả lấy ngươi làm chủ bên cạnh hai người lập tức trở nên đen kịt thoáng cái đã mất đi thân ảnh sau khi lý vân tiêu rời khỏi tử diễm các liền tập trung vào khí tức một người đi theo phía sau độn thuật người nọ cực nhanh sau nửa canh giờ đã trực tiếp ra khỏi thành trì thoát ra ngoài thành mấy trăm dặm hắc hắc vân tiêu công tử đuổi theo chúng ta lâu như vậy là ý làm sao người phía trước đột nhiên ngừng thân thể xoay người lại vẻ mặt giữ tợn sắc chính là nam tử áo lam đã giao dịch lúc trước. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, cũng không vì bị đối phương phát hiện mà lộ ra giật mình, lạnh nhạt nói: "Chỉ là muốn tìm các hạ tâm sự." "A, à, nhưng ta cũng không biết có chuyện gì để nói với Vân Tiêu công tử đấy." Sắc mặt nam tử áo lam trầm xuống, trong mắt lóe ra tàn khốc. Lý Vân Tiêu trực tiếp tay giơ lên, năm ngón tay mở ra, một đoàn kim sắc chi khí chậm rãi nhấp nhô trong lòng bàn tay hắn kim sắc chi khí có một đạo kim quang trướng mắt dị thường, lớn chừng hạt gạo nhúc nhích trong đó. Nam tử áo lam nhe răng cười nói. Sao hả, Vân Tiêu công tử là cảm thấy bị lừa rồi, muốn tới tìm ta lý luận sao? Hắn thoáng cái trở nên cảnh giác, trên người tản ra từng vòng nguyên lực. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ta sớm biết trong này là một đầu côn trùng, chỉ là muốn hỏi các hạ, lai lịch trùng này thế nào? Nam tử áo lam trầm tư thoáng một phát, nói trùng này là ta trong lúc vô tình phát hiện ra cũng không biết lai lịch của nó a à, trên mặt lý vân tiêu lộ ra vẻ thất vọng nói vậy các hạ là ở nơi nào tìm được trùng này không có khả năng chỉ có một đầu chứ nam tử áo lam cười lạnh nói quả thật có mấy đầu nhưng thứ cho không bán ra chắc hẳn vân tiêu công tử cũng phát hiện hào quang chung quanh trùng này quả thật chính là kim linh chi khí chỉ có điều cũng không thuần túy mà thôi nếu không phải gấp gáp nguyên thạch ta quyết không thể nào bán ra được hắn dừng một chút, ánh mắt quang ngưng tụ, nói. Vân tiêu công tử quả nhiên thực lực phi phàm, kim linh chi khí có thể cắt đứt tất cả mọi vật trong thiên hạ, vậy mà không cắt được bàn tay người. Lý Vân tiêu cười nói. Ngươi cũng nói, đây cũng không phải là kim linh chi khí thuần túy. Tăng thêm tại hạ chủ tu hỏa hệ thần thông, đối với ngũ hành chi kim có tác dụng áp chế. Thì ra là thế. Nam tử áo lam chợt nói. Mặc dù như vậy, thân thể Vân Tiêu công tử cũng không phải cửu thiên võ đế bình thường có thể so sánh được. Lý Vân Tiêu nói, nếu các hạ nguyện ý bán ra côn trùng còn lại, hơn nữa nói ta biết trùng này sinh ở đâu, ta nguyện dùng vật ấy trao đổi. Hắn thu tay lại, lần nữa dơ lên mở ra, một thỏi kim loại xuất hiện trong tay, lộ ra màu vàng ròng, lại không có sáng bóng gì cả. Đây là, nam tử áo lam nhau hai mắt lại nhìn một hồi, đột nhiên toàn thân chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Thiên chiếu khuyết kim, một khối thiên chiếu khuyết kim lớn như vậy sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng là thiên chiếu khuyết kim, khối này nặng chừng 7-8 cân, đủ đổi lấy tầm 10 đầu côn trùng của ngươi rồi chứ. Nếu côn trùng của ngươi còn nhiều hơn, ta có thể cung cấp càng nhiều thiên chiếu khuyết kim hơn nữa. Càng nhiều thiên chiếu khuyết kim hơn nữa. Nam tử áo lam như lồi cả mắt ra, cả kinh nói. Ngươi còn có sao? Lý Vân Tiêu ha ha cười nói. Phải xem côn trùng của ngươi có bao nhiêu rồi nam tử áo lam nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào đĩnh thiên chiếu khuyết kim kia không nháy mắt lấy một cái liếm lấy bờ môi khô khốc hắc hắc côn trùng của ta quả thật còn một chút nhưng ta không muốn lấy ra đâu làm sao bây giờ lý vân tiêu cười nhạt một tiếng cầm tay thành nắm đấm thu hồi nói không muốn bỏ ra há có đạt được nam tử áo lam âm hiểm cười nói ta không muốn bỏ ra lại muốn đạt được thế gian chưa hẳn không có cách song toàn a ờ, Cách song toàn, ta quả thật không biết, xin nói nghe một chút." Lý Vân Tiêu nháy mắt, một bộ thỉnh giáo. "Hừ bớt giả trang đi." Nam tử áo lam lạnh giọng nói. "Lá gan ngươi thực không nhỏ a, à, lại dám một mình tới tìm ta, thức thời liền lưu lại tất cả bảo vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Lý Vân Tiêu nói. "Ngươi đây là cướp bóc sao?" "Hắc hắc, ngươi cứ nói đi." Nam tử áo lam cười lạnh nói ngươi có lẽ cũng cực kỳ có lòng tin với thực lực của mình a à, nếu không há có thể triển lộ trọng bảo trước mặt ta có lẽ ngươi cũng là mang tâm tư cướp bóc ta mà đến đúng không lý vân tiêu hai tay thả lỏng phía sau lạnh nhạt cười nói nào có ta thế quả thật muốn giao dịch với ngươi mà hừ ngây thơ nam tử áo lam khinh thường suy ngã ngã phúng một tiếng ta chẳng ghét người múa mép khua môi trên người hắn tuôn ra một đoàn kim quang một thanh bảo kiếm sáng loáng xuất hiện trong tay vọt lên. Một đạo vòng tròn kim sắc ngưng tụ thành dưới kiếm thế, phanh một tiếng mở ra động đất, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai lăng không chém tới Lý Vân Tiêu. Thân thể Lý Vân Tiêu ngưng tụ, thoáng cái phóng lên trời, né tránh đạo kim luân kia. Phanh, kim luân trực tiếp nổ bung trên đất, như một đóa kim hoa tách ra, tuôn ra vô số kiếm quang bắn lên bầu trời, chiếu rọi cả cảnh đêm thành một mảnh sáng chói rực rỡ tươi đẹp. Từ bên trên quan sát xuống, cứ như đặt mình trong một mảnh hải dương màu vàng vậy, các loại khí tức lợi hại tràn ngập toàn thân, Đầy trời đều là quy tắc chi lực. Lý Vân Tiêu cả kinh, đối phương quả nhiên là võ giả chủ tu kim hệ thần thông, dưới dệ khí chi quy tắc đầy trời, như không ngừng có lưỡi dao xẹt qua da thịt của hắn, trên người chán ra từng chút kim quang. Vô số kiếm quang kia bắn lên, thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh màu xanh, liền ra hơn 10 trượng. Hừ, trốn hữu dụng sao? một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, không thấy bóng dáng, chỉ nghe được tiếng trường kiếm xe gió, một thanh kiếm sáng loáng từ trong đêm đen đâm ra, như thủy nguyệt hoa, chém về phía Lý Vân Tiêu. Xoạch, Lý Vân Tiêu bỗng chốc bị chém thành hai đoạn, hóa thành lôi thể màu xanh, nửa người trên thoáng cái hóa thành lôi ảnh màu xanh cực lớn, mãnh liệt vươn tay chụp tới trường kiếm bay tới kia. Kiếm này không tệ, ta muốn rồi. Cánh tay kia kéo dài ra, ngang trời cao, chụp vào thân kiếm. Đùng đùng trên đại thủ kia lôi quang không ngừng chớp động thoáng cái đã nắm kiếm vào tay Ừ, một đạo hừ lạnh vang lên trong đêm tối đột nhiên hiện ra một thân ảnh cự đại hai đạo nhãn quang chớp động như bảo thạch đúng là một cái kim sắc khôi lỗi cao tới 10 trượng một quyền đánh tới trên cánh tay thật dài kia của lý vân tiêu tay còn lại thì lại lăng không bấm niệm pháp quyết phanh lôi quang nổ bung dưới quyền phong kia sau đó thanh trường kiếm kia xoay tròn trên không trung biến lớn bảy tám lần trực tiếp bị kim sắc khôi lỗi nắm trong tay Trường kiếm vẽ ra một đạo kim quang trên không trung, mãnh liệt chém tới Lý Vân Tiêu, phần phật. Bầu trời trực tiếp bị chém thành hai khúc, cuồn cuộn sụp đổ xuống vết rách đen kịt ở chính giữa, phảng phất long trời lở đất. Ầm ầm, không gian chỗ Lý Vân Tiêu thoáng cái lỡ ra, cả người lập tức bị hắc ám cắn nuốt sạch, đã hoàn toàn mất đi bóng dáng. Kim sắc khôi lỗi cầm kiếm mà đứng, đứng trên trời cao như một tòa thành lũy, lạnh lùng nhìn lại mọi nơi. Đột nhiên đôi mắt như bảo thạch của nó ngưng tụ chỉ thấy trong đêm tối hiện ra một cái chấm đen nhỏ, hai cái, ba cái, bốn cái. Thoáng cái xuất hiện thành phiến rậm rạp chẳng chịt. Những điểm đen kia bắt đầu trở nên đỏ bừng, trên mỗi một hạt đều có ánh lửa nhảy lên, sau đó gió nhẹ phật qua, hỏa diễm thoáng cái xoáy lên bốn phía hạt, phát ra thành âm vù vù. Âm âm long. Vô số hạt màu đen kia khẽ động trên không trung, rơi xuống như mưa, tựa như ngàn vạn con ong vò vẽ cùng nhau bay qua vậy. Cái gì? Kim sắc khôi lỗi cả kinh, quét ngang trường kiếm trước người, một vòng kết giới màu vàng lập tức ngưng ra, bao phủ lấy cả thân hình cự đại của nó vào trong. Rầm 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 phanh. Vô số hạt màu đen rơi vào trên kết giới, chấn lên từng vòng gợn sóng màu vàng, hạt trực tiếp khảm nạm vào trong kết giới, phong hỏa nhi lực mạnh mẽ nổ bung. Ầm ầm, kết giới màu vàng hình tròn sụp đổ xuống, kim quang thoáng cái bạo phá. Rầm rầm rầm. Từng hạt đen kia điên tuôn xuống, đều nhảy lên kim sắc khôi lỗi như một cái trọng quyền đánh ra kim loại trên người khôi lỗi không ngừng có trận lực bắt đầu khởi động như vằn nước nhộn nhạo lên ở mặt ngoài vậy toàn bộ thân hình tựa hồ trở nên có chút mộng ảo như cách một tầng thủy kính vậy phanh rất nhiều hạt hắc tử thoáng cái ngưng tụ thành một đại thủ vỗ mạnh lên thủy kính thần hỏa chi lực dưới tác dụng của cương phong hô một tiếng liền cuốn toàn bộ khôi lỗi vào hừng hực bốc cháy a à, đáng chết thanh âm nam tử áo lam đột nhiên truyền ra đại kiếm trong tay ngang trời chém tới phân phật lạp. Kiếm thế trực tiếp bổ ra nắm đấm màu đen kia, lần nữa vỡ ra hóa thành vô số hắc tử, như tinh hoàn xoay tròn lấy quanh thân hắn. Liệt hỏa hừng hực đầy trời phanh thoáng một phát mở lớn mấy lần, chiếu cả bầu trời thành một mảnh đỏ thấm. A à, trong kim sắc khôi lỗi truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của nam tử áo lam, đại kiếm lăng không cuồng loạn nhảy múa, không ngừng chém ra các loại kiếm khí, từ trong ngọn lửa bắn ra, muốn chấn khai thần hỏa, nhưng lại bất lực. Giờ phút này trong hỏa diễm đầy trời, Thân ảnh Lý Vân Tiêu chậm rãi hiện ra, vẻ mặt vẻ lạnh lùng. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo lôi phù bay ra từ trên người, như hồ điệp bay múa đầy trời, kết xuất từng đạo lôi hoàn, quấn ở quanh thân. Thanh sắc lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh, cả người hắn thoáng cái hư hóa thành lôi, thân thể bành trướng lên gấp mấy lần, biến thành một mập mạp cự đại, nắm lấy cái búa nện mạnh xuống. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời chấn động, cái búa đánh xuống, một cái ma ha cổ tự màu vàng thoáng hiện lập tức hóa thành thanh lôi du động. Tay còn lại của Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn, vô số lôi đỉnh bốn phía đột nhiên bắt đầu khởi động, như trăm sông đổ về một biển, thoáng cái hợp nhập vào trong đạo thanh lôi kia. Thanh lôi như một quả hạt giống, thoáng cái lớn lên, ngưng tụ thành một đầu ngũ trảo lôi long, đằng trên một mảnh lôi vân, mở to hai mắt ra. Thanh lôi hóa long, đi. Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn, song trưởng hợp lại. Đạo lôi long kia lập tức mây mưa thất thường, đột nhiên nhảy dựng lên, rơi xuống từ trời cao, bay vào biển lửa đầy trời. Ầm ầm, những đôi lôi long đi qua, thiên địa sụp đổ, biển lửa vô biên cũng thoáng cái tách ra. Cái gì? Kim sắc khôi lỗi hoảng hốt, mở lớn hai tay ra, trận vân mặt ngoài kim loại đều nghiền nát, không gian bốn phía oanh thoáng một phát chấn động, như thủy tinh vỡ ra vậy. Thân thể khổng lồ kia thoáng cái ẩn vào trong bóng tối, muốn trốn đi. Nhưng lôi long gào thét một tiếng, toàn bộ ánh sáng màu xanh lóe lên, phảng phất xuyên qua tầng tầng không gian, trực tiếp thuấn di xuống cái gì nam tử áo lam kinh sợ hét lớn một tiếng sau đó lôi long trực tiếp rót vào trên vòng trời kim sắc khôi lỗi chấn mạnh xuống dưới Ẩm ẩm. vô số thanh sắc lôi quang thoáng cái nổ bung như thác nước từ đỉnh đầu kim sắc khôi lỗi chảy khắp toàn thân càng bắn ra mảng lớn lôi quang chiếu rọi cả mảng trời đen kịt sáng như ban ngày kim sắc khôi lỗi như bị động lại vậy im im lặng lặng đứng ở trên trời cao vẫn không nhúc nhích lôi quang bốn phía rằng con nửa thời gian uống cạn chung trà mới biến mất toàn bộ khỏi trên không khôi phục một mảnh ban đêm u tối đột nhiên chuyển đến một tiếng ba ngã rất nhỏ thật giống như một khối ván gỗ hơi mỏng bị bẻ gãy sau đó như giang đậu ba 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 không ngừng nổ vang trên người kim sắc khôi lỗi không ngừng nứt ra khe hở màu vàng thành từng mảnh văng tung tóe xuống như một khối thủy tinh vỡ vun trên không trung phanh một tiếng chấn vang toàn bộ kim sắc khôi lỗi lập tức sụp đổ mất Hóa thành vô số mảnh vỡ rớt xuống. Thân ảnh nam tử áo lam cũng xuất hiện trong mảnh vỡ kia, cùng nhau rơi xuống, không biết sinh tử. Lý Vân Tiêu Lăng không một chảo, thân thể nam tử áo lam lập tức bị nhiếp lên. Nhãn quang hắn xoay chuyển, ngón tay gảy nhẹ, rầm 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 mấy tiếng, trên người nam tử áo lam tóe ra mấy cái chữ vật huyền khí, thoáng cái bay vào trong tay hắn. Sau đó liền hóa chảo thành trưởng, vỗ xuống dưới. Phanh! Trên người nam tử áo lam bị đánh một cái trực tiếp nhô lên cao nổ bung, chết để tan thành mây khói. Lý Vân Tiêu bắt lấy mấy cái nhẫn chữ vật tử, thần thức quét qua, cười lạnh đánh ra vài đạo ấn ký, thoáng cái xóa đi lạc ấn trên nó. Sau đó thần trí của hắn dò xét vào trong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thu lại vài món chữ vật huyền khí khác liền biến mất trên trời cao. Một hồi thời gian qua đi, trong đêm đen chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo thân ảnh, sắc mặt đều ngưng trọng dị thường. Quỳ hoa bà bà, Ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Một lão giả khô gầy phía trước, trong mắt chớp động lên vẻ tàn khốc ngương trọng, đúng là Hàn Quân Đình. Sắc mặt quỳ hoa bà bà cũng khó coi, trầm giọng nói: "Mạnh, rất mạnh có thể khống chế lôi hỏa hai lực thành thạo như thế, tương lai sợ rằng sẽ là một lôi hổ hỏa báo khác." Hàn Quân Đình nói: "Ta hiện giờ càng ngày càng tin tưởng lời đồn ở Đông Hải rồi, hơn nữa tại trấn Hải Mộc, lôi hổ hỏa báo vẫn là cũng ít nhiều có quan hệ đến hắn." Quỳ hoa bà bà nói. Kẻ này ra tay tàn nhẫn, quả quyết, tâm trí lại cực cao, thay đổi cách nhìn của ta lúc trước về hắn, đích thật là một nhân vật kiêu hùng. Hàn Quân Đình trầm tư một hồi, chậm rãi nói. Vậy bà bà cảm thấy giữa ta và hắn, ai mạnh ai yếu? Quỳ hoa bà bà chấn động thân hình, bắt đầu suy tư nói. Vừa rồi kẻ này tựa hồ cũng không dốc hết toàn lực, nhưng ít ra cũng đã thi triển hơn phân nửa lực lượng. So với đại trưởng quỹ rất khó phân chia mạnh yếu, nhưng hai người các ngươi muốn diệt sát đối phương cơ hồ là không thể nào hàng quân đình nói ý bà bà là chúng ta sàn sàn nhau sao quỳ hoa bà bà gật đầu nói có lẽ không sai biệt lắm hàng quân đình nói vậy nếu như tăng thêm bà bà hai người ta và ngươi liên thủ có thể giết hắn không lúc nói ra hai chữ cuối cùng trong mắt của nàng hàn quang khẽ động sát cơ lóe lên rồi biến mất quỳ hoa bà bà sắc mặt âm lạnh xuống lạnh giọng nói hắn vừa mới động đại lượng nguyên lực nếu giờ phút này đuổi theo hai người ta và ngươi liên thủ tất giết hắn không thể nghi ngờ hào khí bên cạnh hai người lộ ra có chút khắc nghiệt thân sắc trên mặt hàng quân đình biến hóa không ngừng tựa hồ nội tâm đang dãy dụ cực độ quỳ hoa bà bà thì vẫn không nhúc nhích như đứng im ở đó vậy lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh hô thật lâu hàng quân đình mới thở hát ra một hơi thật dài nói được rồi tạm thời để hắn sống lâu thêm mấy ngày vì sao Quỳ Hoa bà bà khó hiểu nói. Ất mộc chi linh hơn phân nửa đang trên người hắn, hơn nữa vừa rồi xem ngự lôi chi thuật của hắn, quả thực tự là xuất thần nhập hóa, đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Nếu để cho hắn luyện hóa Ất mộc chi linh thì đến lúc đó hai người ta và ngươi liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Hàn Quân Đình nói, muốn luyện hóa Ất mộc chi linh há lại đơn giản như vậy. Hiện giờ người cảm thấy hứng thú đối với hắn nhiều lắm, chúng ta một khi ra tay, tất nhiên lâm vào trong mắt phong bạo. Hơn nữa, khóe miệng nàng dương lên, cười nói. Tổ hợp hai người tần xuyên và chu sở thực lực mạnh không dưới ta và ngươi, để bọn hắn ra tay thay không phải càng tốt sao. Quỳ hoa bà bà câu mày nói. Đại trưởng quỹ làm sao biết bọn hắn sẽ ra tay. Huống hồ Lý Vân Tiêu rơi vào tay bọn họ thì, ất mộc chi linh kia chúng ta coi như đã triệt để mất đi rồi. Hàng quân đỉnh cười nói. Bọn hắn không ra tay thì chúng ta có thể thêm chút gia vị, lại thêm chút thủ đoạn, cuối cùng nhất khiến Lý Vân Tiêu rơi vào trong tay chúng ta là được. Bà bà A, trên đời này rất nhiều chuyện không phải thực lực cao cường liền có thể làm được đâu, mưu lực cũng rất trọng yếu. Quỳ Hoa bà bà nói, đại trưởng quỹ tài trí có một không hai thiên hạ, lão thân là cực kỳ tin tưởng không nghi ngờ. Hàn Quân Đình cười nhạt nói, bà bà khen chặt rồi, nhiệm vụ lần này vốn chỉ là đem thần kiếm tinh diệt chụp được, nghĩ không ra ngoài ý muốn phát hiện ất mộc hóa linh, cũng coi như là cơ duyên của chúng ta. Mục tiêu của Lý Vân Tiêu chắc là chỉ linh bàn và tinh diệt kiếm, tạm thời là không sẽ rời đi Tân Duyên Thành, chúng ta liền trở lại bố trí một chút. Ngay khi Lý Vân Tiêu chén giết nam tử áo lam đồng thời, chăm dặm xa nơi nào đó đất hoàng. Phi nghe vẻ mặt sơ xác tiêu điều nhìn chằm chằm người ở phía trước, lạnh giọng nói. Tuyền, việc giao dịch ta đã minh xác cho ngươi trả lời thuyết phục, không cần vọng tưởng nữa. Người bắt trước khí tức của Lý Vân Tiêu, đem phi nghe lừa gạt ra chính là yêu tộc nam tử Tuyền, hắn vẻ mặt bình tĩnh, nói. Ta mong muốn phi nghe thiếu chủ có thể suy nghĩ kỹ càng, huyết mạch của ngươi không tinh khiết, thiên phượng niết thể đã đạt đến cực hạn, tuyệt không khả năng tiến thêm một bước. Cùng với từ từ mẫn nhiên chúng vậy, từ trong hàng ngũ thiên tài tiêu thất, không bằng dùng hết vận khí đánh cuộc một lần, vẫn là nết bách sống lại. Phi nghê sắc mặt đại biến, tức giận nói. Tuyền, ngươi quả nhiên có tâm cơ thậm chí ngay cả tình huống của ta cũng mò được rõ ràng, mấy tin tức này ngươi là từ đâu có được nội tâm của nàng kinh hãi khó diễn tả được chính mình không thể đạt được bình cảnh cực hạn chính là bí mật lớn nhất của nàng trong thiên hạ tuyệt không người thứ hai biết mặc dù trong ở long gia long gia chi chủ đối với nàng dị thường coi trọng cũng không dám nói rõ bởi vì một ngày công thể bình cảnh không thể nào đột phá thân phận và địa vị của nàng ở long gia sẽ xuống dốc không phanh đây là nàng không thể thừa nhận tuyền nói tin tức nguyên không thể trả lời ta đối với thiên phượng máu thị tình thế bắt buộc hơn nữa từ sắc mặt của thiếu chủ biến hóa có thể thấy được hơn phân nửa là sự thật. Phi nghe lạnh lùng nói. Coi như ta dùng biện pháp của ngươi may mắn đột phá đến cửu tinh vũ đế, một ngày mất đi huyết mạch. Thiên phượng niết thể của ta tất nhiên tan vỡ, cuộc đời này cũng liền ở cửu tinh sơ cấp khó tiến thêm nữa. Tuyền nói, vị tất, trong thiên hạ thần thông nhiều, khó có thể đếm hết, luôn luôn sẽ có thể thích hợp với ngươi. Hơn nữa xa xôi ấy là điều không phải hiện tại nên suy tính. Thiếu chủ bây giờ việc cấp bách, là đột phá công thể gông cùm xiềng xiếc, bước vào cửu tinh cảnh giới mới đúng. Khóe miệng của Phi Nghê khẽ nhếch, cười lạnh nói: "Phương pháp đột phá ta đã nghĩ đến, không cần ngươi quan tâm. Nếu là không có chuyện khác mà nói, xin hãy cút đi." Tuyền. Tuyền nhướng mày, nói: "Ta biết biện pháp của ngươi là mượn dùng thập giai phượng hoàng thần hỏa chi lực, phương pháp này đích xác được không? Hơn nữa rất thích hợp với ngươi. Nhưng vật chân quý như thế, Lý Vân Tiêu sẽ đơn giản cho ngươi sao?" mặc dù ngươi chủ động lấy lòng, đối phương tựa hồ cũng không cảm mạo đi. Ngươi cút cho ta. Phi nghê biến sắc, nhất thời lửa giận ngập trời, từng vòng hỏa diễm từ trong cơ thể tuôn ra, như là một mảnh dạng mây đỏ ánh đầy trời, sáng quắc thiếu đốt lên. Trong mắt của tuyền rốt cục hiện lên một đạo hàn quang. Nếu bàn không được, vậy liền chỉ có đắc tội. Bởi vì thiên phượng chi huyết, ta hôm nay tình thế bắt buộc. Trên người hắn khí tức dùng mình, xa xa quay hỏa diễm, gương mặt bình tĩnh và đạm nhiên, phảng phất như lực lượng của Phi Nghê hoàn toàn không trong mắt hắn. Dám khinh thường ta. Sắc mặt của Phi ngê phát lạnh, mười ngón luân phiên kháp động, phía sau từ từ hóa ra hỏa phượng hư ảnh, mang theo vô tận liệt hỏa, đứng sừng ở đen kịt đêm trường. Tuyền có chút tán thưởng gật đầu nói. Để ta nhìn ngươi một chút thiên phượng niết thể, mạnh như thế nào đi. Bát chân hỏa điệp. Phi ngê mười ngón bắn ra, hai tay ở trước người mở xòe ra, sau lưng hỏa phượng phanh một tiếng nổ lên. Sau một khắc, ở tuyền bốn phía dâng lên tám đạo lửa lưu, cũng không cùng phương hướng mà đến. Tuyền biến sắc, cảm thụ được nhiệt độ của ngọn lửa kia, cũng không dám khinh thường, ngón tay khép lại, ở trước người bấm tay niệm thần chú. Một đạo đồng dạng ánh sáng màu đỏ ở đầu ngón tay chớp động, như là lôi quang không ngừng toát ra, phát sinh tiếng chói tai xèo xèo. Bang bang bang. Lửa kia thoáng chút nổ lên, chấn ra một chút tinh diễm, hóa thành 8 con hỏa điệp, vỗ động cánh. Trên hai cánh của con hỏa điệp in cổ quái trận văn, hơn nữa không đồng nhất mà nói, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã trào ra xuống tới. Đột nhiên hai cánh của một con hỏa điệp trực tiếp đốt, thình thịch một tiếng nổ lên, lực lượng kinh khủng từ trong đó điên cuồng trào ra. Con ngươi của tuyền chợt co rút lại, hai ngón tay hướng trước người rạch một cái, một vòng tròn màu đỏ xuất hiện, như là đem không gian trực tiếp thiết tiếp theo khối. Ầm ầm, cổ hỏa diễm kinh khủng kia trực tiếp lao xuống, chấn ở nơi xích vòng lên, đều bị văng ra. Còn lại bảy con hỏa điệp cũng vỗ động cánh, mỗi một lần vỗ cánh, ngọn lửa trên người là lớn hơn vài phần, năng lượng không ngừng leo lên. Sắc mặt của tuyền trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trên bàn tay đột nhiên phát lên một mảnh mau nhung, hai ngón tay tiền đoan lợi trảo hiện ra mặc lục. Cái đại thủ kia hai ngón tay liên tục điểm ra, bay nhanh ở trước người vẽ vòng tròn. Trong nháy mắt, trước người hắn đã hiện ra hơn 10 vòng tròn cổ quái, tất cả lớn nhỏ, cong vẹo, chớp động không ngớt. Mỗi một vòng tròn đều tựa hồ đem không gian cắt lấy một khối, như là mười mấy vòng tròn chấp vá tầng tầng lớp lớp, vây quanh ở trước người. Bảy con hỏa điệp mạnh mẽ lóe lên bay xuống, thân thể trên không trung đột nhiên nổ tung. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hỏa diễm chi lực kinh khủng trùng kích xuống tới, dũng mãnh vào trong ống kính này. Trong nháy mắt toàn bộ trong vòng đều tràn ngập hỏa diễm, một chút diễn biến thành đại dương mênh mông hỏa hải, đem tuyển nuốt sống đi vào. Vô dụng A, à, bát tinh vũ đế chi lực, có nghịch thiên cỡ nào, cũng không có khả năng chiến thắng ta. Thanh âm bình tĩnh vang lên, trong biển lửa đột nhiên vẽ ra vòng tròn một vài trượng bán kính tới, như là cánh cửa bị đẩy ra. Toàn bộ bên trong hỏa hải nhất thời lộ ra một khối chân không đen kịt, hai tay của tuyển dao ở sau người, khuôn mặt trở nên có chút yêu dị, trong con người quang mang chẳng biết lúc nào hóa thành vẻ ám lục phi nghe sắc mặt đại biến, cắn môi đỏ mọng, cả người đã tiêu thất trong đêm đen. Quang diễm đoạn mạch. Một tiếng quát nhẹ vang lên ở tuyền trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra một đạo quang diễm dạng hình quạt triển khai mạnh mẽ bổ xuống tới. Trong vũ đế một tinh như một thiên địa, mặc dù là thiên phượng niết thể trong truyền thuyết cũng không có thể bù đắp chênh lệch một tinh này sao? Tuyền giơ tay lên tới trên đầu ngón tay u màu xanh biếc xích sắc lóe lên trách trách một tiếng, hình như bầu trời bị đập nứt ra vô số hồng quang như là run đất tàn ra. Bang, đạo đoạn mạch quang diễm kia chém ở trên đầu ngón tay, bầu trời một chút rung động, vết rách càng trở nên rậm rạp đứng lên, nhưng thủy chung không có vỡ vụn. Tuyền ngẩng đầu, mâu quang ám lục sắc một chút băng lãnh. Phi Nghê cùng hai tròng mắt của hắn tiếp xúc một chút, thân thể mềm mại kịch liệt run lên, tâm thần bất trí bất giác trong nháy mắt thất thủ. Không tốt. Trong nháy mắt thời gian, Phi Nghê liền phục hồi tinh thần lại, nhưng chút thời gian này cũng đủ để nàng chí mạng. Trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, một cổ tử vong nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên, cả người như rơi vào hầm băng. Huyền Lục Chỉ, Tuyền đầu ngón tay lợi trả u màu xanh biếc ở trong mắt nàng phóng đại, một đạo lệ mang trong nháy mắt đánh bại phòng ngự quanh thân của nàng, điểm trên vai giáp xanh môn trên, phanh một chút tuôn ra một đoàn tiên huyết. Phi nghe toàn thân đau kịch liệt co quáp, trên không trung co lại thành đoàn, từng vòng hỏa diễm ở chung quanh tản ra, như là một đoàn hỏa cầu bắt môn một trong sinh môn bị chỉ điểm một chút phá đối với các nàng loại cường giả thể chất đặc thù này mà nói không thể nghi ngờ là vết thương chí mạng lúc này trong cơ thể của phi nghe không chỉ có nguyên lực hỗn loạn lại thêm thân thể thiên phượng cũng bắt đầu tan vỡ đứng lên da thịt trơn chuột như ngọc thoáng cái trở nên khô héo thỉnh thoảng có hỏa diễm cách không lao ra nàng thống khổ đoàn thấp giọng rên rỉ thiên phượng niết thể cũng không gì hơn cái này là thực lực của ngươi không được hay nguyên bản cũng chỉ có chút uy lực ấy đây Tuyền thu liễm hai tay yêu hóa biến trở về da thịt ôn nhuận đi bước một hướng phía phi nghê đi đến nói thật trong lòng ta không khỏi có chút thất vọng trên người của phi nghê run càng ngày càng yếu sắc mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệch hỏa diễm quanh thân càng ngày càng nhỏ trong lúc mơ hồ có dấu hiệu tắt là đem ngươi trực tiếp luyện hóa thành đan hay là mang về chậm rãi phanh thay đầy? trên mặt của tuyền lộ ra vẻ khổ sở do dự nói trên người ngươi sinh cơ mất đi quá nhanh nếu là chết dược tính sẽ rất là yếu bớt. Hiện tại luyện đan nói, ta còn có mấy thứ chưa tìm được toàn bộ, chỉ có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất thấp nhất tới. Chật chật, nghĩ không ra các hạ còn là vị thuật luyện sư, trong yêu tộc thông hiểu thuật đạo có thể cũng không nhiều đấy. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng chật chật tán thán. Chỉ là trong tán thán tựa hồ mang theo vô tận băng lãnh, nghe vào coi như không có tình cảm, lại làm cho người cảm thấy hơi lạnh thấu xương.